Năm 2022 là năm bùng nổ của các chứng chỉ ngoại ngữ, đặc biệt là chứng chỉ IELTS. Đối với chứng chỉ này, sự quan tâm của bậc phụ huynh hay là học sinh, sinh viên đang không ngừng gia tăng vì đây là cơ hội mở ra cánh cửa đại học và du học. Thực tế, nhiều bạn trẻ có trong tay chứng chỉ IELTS trên 5.0 nhưng không thể giao tiếp một cách tự nhiên, thoải mái. Đã xuất hiện xu hướng chạy theo thành tích mà học viên quên rằng học IELTS còn để vận dụng tiếng Anh vào môi trường thực tế. Bài toán khó được đặt ra là các bạn học sinh, sinh viên nên học IELTS như thế nào để đạt được kết quả tốt nhất. Và theo đó, việc tìm kiếm một địa chỉ dạy IELTS chất lượng cũng rất quan trọng. Điều làm cho chương trình IELTS của chúng tôi nổi bật là chúng tôi có 20 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh hàn lâm và chuẩn bị thi IELTS ở Việt Nam. Trong 20 năm kinh nghiệm ấy, chúng tôi nắm rõ những điều sinh viên Việt Nam cần để đạt IELTS. Ở ACET, chúng tôi sẽ giúp sinh viên hiểu rằng là đạt IELTS không chỉ là học thụ động, mà còn có thể ứng dụng những kiến thức đã học trong thực tế, giúp các bạn nhanh chóng hội nhập vào học tập và cuộc sống ở nước ngoài. Trung tâm Anh ngữ ACET được quản lý bởi IDP Education, tổ chức giáo dục quốc tế có trụ sở chính tại Úc và có mặt tại hơn 32 quốc gia trên toàn cầu, với đội ngũ giáo viên đến từ các quốc gia có chuyên môn, được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm và có chứng chỉ sư phạm uy tín, đạt chuẩn quốc tế. Theo thống kê, 80% học viên tại ACET đạt số điểm IELTS từ 6.0 trở lên.